Đây, Belmax với con bơm ba tia sứ một lửa nè con. Dành rửa xe phun thuốc là ok luôn nè. Nguyên bộ nó vậy nè. Nguyên bộ này có 3 triệu mấy mà con ơi, xài ngon, ba tia sứ luôn. Ba tia sứ là này nè, trắng tươi vậy nè. Đây, ba tia sứ này trắng vậy nè con. Đó, ba tia sứ đó. Nguyên bộ có 3 triệu mấy nha. Về con cứ gắn vô là xài thôi, ống dây cô gọi dây là gắn sẵn hết trơn rồi con nè. Rất ngon nè. Mua đi nhôm rồi gắn sẵn hết trơn rồi nè. Còn đây là hai ngựa nè, nó lớn hơn nè. Hai ngựa sẽ cút xéo. Ba thi xíu luôn nha. Qua thì sướng luôn. Đó. Đó là nguyên bộ, và con nào có nhu cầu thì mua về xài thôi. Nguyên bộ này bự thì 4 triệu mấy. Đẹp này. Dành cho phun thuốc hay rửa xe gia đình này vừa. Dành rửa máy cài máy đồ luôn. Đây miếng gỗ mà con kinh cũng nhẹ mà con. Con kinh bơm thuốc cái gì cũng nhẹ nè, nhẹ nhàng. Chẳng một người khiêng hay người khiêng cũng được. Rất là nhẹ. Nguyên bộ luôn. Con gấp xài bộ này thì 3 triệu mấy. Một nửa nguyên bộ. Được sản phẩm này bảo hành con 6 tháng luôn, một nửa năm đó, nguyên bộ bảo hành nửa năm. Đây cũng vậy, nguyên bộ 4 triệu mấy bảo hành nửa năm luôn. Ba tỷ xứ luôn mà con xài thiên thu rồi. Cái độ nhớt ở đây thôi, khỏi cần bơm mở bơm bò hàng tháng mệt. Rất khỏe. Tăng đưa cái này là tăng đưa đựng nén lớn lấy nhỏ nè. Nén càng mạnh thì xiết càng vô càng mạnh, nới càng nới ra thì càng nhẹ. Rồi. Đẹp không con? Nguyên bộ luôn. Thường mấy này bà con trẻ từ 6 năm cho nên là ngon. Một ngựa thì xài cút thẳng là ok. Hai ngựa nên xài cút xéo để cho lực nó mạnh hơn mà con. Hai ngựa quá đẹp. Nguyên taxi rồi có sẵn rồi con về cứ kéo mua ống rồi xài rồi. Ống vô thì có sẵn, ống vô ống hồi thì có sẵn. Ống ra mà con phải mua, ống ra là mua cái cuộn này nè. Đây, nguồn ống của Hàn Quốc rồi con. Cuộn 50m bấm đầu rồi sẵn luôn. Có thể xài vài trăm mét cho một cuộn là bình thường, cho một cái máy đó bình thường. Có sẵn luôn, của Hàn Quốc luôn rồi con. Ống của Hàn Quốc luôn. Cuộn 50m. Quét luôn rồi con. Quét là Hàn Quốc nè. Đây quét. Cuộn có bấm đầu ẩn sẵn cho bà con luôn nè. Bấm đầu sẵn con cứ về nối vô là xài thôi. Dễ xài luôn. Nó kết hợp luôn thôi bà con, là sợ không tiếng ồn thì có điện. Điện là đây, kết hợp có điện luôn. Nếu muốn gây tiếng ồn là có điện. Điện đặt cố định nó dễ hơn, còn máy thì tự động con đem ra ruộng đồng hay đem ra rửa xe nữa. Xe tải, xe hơi hay rửa máy cài là ok luôn nè. Phun thuốc dễ luôn, kinh nhẹ nhàng. Cắt nhẹ mà con ơi. Quan trọng qua tí xứ nó bền, không cần bơm mở bơm nhớt hàng tháng cực, đổ nhớt đây rồi xài hoài. Bà con nào có nhu cầu alo nè, 0 8 8 6 3 5 6 7.